Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 7 năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt mà hai gia đình đang hiện diện trên sân khấu này đã chọn để kết tình thông gia và tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai đứa con yêu của mình ra mắt hạnh phúc mới. Và kể từ nay kết hợp tâm đồng giúp cho đôi bạn trẻ được nửa ấm tình lòng trọn năm hạnh phúc. Và giờ đây chúng tôi xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào hai nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là cô dâu khả ái học lụa và chú rể thanh lịch bảo đảm. Xin mời hai bạn hãy trong tay chúng ta cùng nhau đứng lên. Yeah.
rồi ơi. Nghe kìa. Không được bến này. Anh sao lóng được. Ba chỗ cắm cái gì. Tôi chạy mình. Đi dưới quay. Để quay trên đường đi á hả? Ở ngoài có thợ hả? Nào quay cho mấy ông mày nữa vô coi. Rồi đi nè, coi ông tưởng đâu. Vô sắp xếp cho người ta bưng kìa. Chỉ đạo rồi nè. Tôi có trách nhiệm quay thôi. Cho anh chứ. Chụp gì quay phim mà chụp. Khoan đấy, quay rồi có tao chụp.
Lên đâu rồi nãy giờ? Dắt tay rồi chào cho chú rể. Dạ tao hai chồng không phải đứng vậy đó. Hai chồng đứng vậy giống như chấp nhận vậy đó. Như bà này mới đi bây giờ phải đưa dâu và bà là người nhận là thấy hai chồng. Nắm tay chú dâu dắt ra nắm từ dắt lại cho tay chú rể. Rồi cô dâu chú rể nắm tay nhau đi ạ. Mình làm lễ mà nắm tay nhau. Rồi. Rồi em chụp tấm hình. Rồi. À mình nhà mình góp trà mời nấu chưa hết rồi, cái quá thì giờ bên bên nhà gái rồi hỏi nhà trai hỏi gái. Vậy đó. Bữa nay thì dòm vô máy à, dòm vô máy chụp. Anh chị nhìn em nè.
Chính luôn hết luôn đi. Dòm vô máy chụp hình chính hơn, dòm vô máy chụp hình. Cô xin ra đây giùm con. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi giờ dòm máy chụp hình giùm con nha. 1 2 3. Dạ rồi. Đây. Anh chị mình chắp tay trước ngực quay cho em chụp hình tấm hình nữa nha. Rồi, nhìn em anh chị. 1 2 3. Dạ rồi. Gì không nói là ấn tượng qua nói dụ vàng nè.
tổng số là bao nhiêu mình nói lên số là cây. Dạ dạ. Dạ. Rồi từ từ nha anh chị ơi, giùm em nè anh chị ơi. Anh chị ơi giùm em nè. Dạ dạ cái nắp cao lên giùm em nè. Rồi, đứng ngang giùm em nè. Chị ơi quay xoay người lại cho nó đẹp chị. Dạ rồi. Rồi 1 2 3. Rồi. Đầu đi lên. Dạ luôn ha. Dạ 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 nghe nha luôn. Được không? Được. Được. Ờ né 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 qua tôi quay cái này. Quý vị ơi, chúng tôi xin kính mời quý vị, chúng ta hãy rót thật đầy và nâng ly lên, uống thật cạn và cùng hướng mắt về sân khấu để cùng nhau chúc phúc cho đại gia đình hạnh phúc nhất ngày hôm nay đi à. Nào, ly đâu, ly đâu. Một, hai, ba. Giờ đây xin mời hai tham gia, chúng ta hãy xích lại gần nhau và trao cho nhau cái bắt tay thân tình đi à, để chúc mừng từ hôm nay chúng ta sẽ một. Quý vị khách quý đã nhấn chút thời gian quý báu của mình đến đây để chung vui cùng với gia đình. Và trong lúc chiêu đãi có nhiều sơ suất thì mong quý vị chúng ta hãy nở nụ cười thông cảm bỏ qua cho. Và hôm nay gia đình cũng đã có phối hợp với dịch vụ nấu ăn Út Mặt, có chuẩn bị những món ăn ngon để chiêu đãi quý vị. Mong quý vị sẽ hài lòng với những món ăn ngon mà dịch vụ nấu ăn. Quý vị chúng ta hãy góp lời ca tiếng hát của mình, cùng hát cùng vui với gia đình. Và để tiếp tục cho chương trình văn nghệ hôm nay thì xin mời chủ nhân của ca khúc Cung Đàn Mới. Chương trình hôm nay xin phép được ưu tiên cho nhà trai nhé nhà gái. Tại vì nhà trai ở xa còn xin lễ cứu nè. Xin mời chủ nhân của ca khúc Cung Đàn Mới ạ.